Kính thưa quý vị khán giả, cách đây 40 năm, cũng trong khoảng thời gian này, vào năm 1978, thì có một đơn vị, một sân khấu dành riêng cho tuổi trẻ Việt Nam đã được ra đời. Và cho tới tận ngày hôm nay thì sân khấu ấy vẫn là một điểm hẹn lý tưởng của rất nhiều quý khán giả, đặc biệt là những khán giả thủ đô. Đó chính là Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam. Chúng tôi xin được mời quý vị trong trò chuyện cuối tuần ngày hôm nay cùng Chuyển động 24 giờ. Chúng ta sẽ gặp gỡ với hai vị khách mời, hai nhân vật đặc biệt đã gắn bó với từng bước thăng trầm của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam qua rất nhiều những vai diễn trên những sân khấu. Bây giờ, trước khi gặp gỡ với hai vị khách mời này, chúng tôi rất muốn mời quý vị sẽ cùng dành thời gian chúng ta điểm qua một số những mốc son đáng chú ý trong suốt hành trình 40 năm ấy. Chim non nhỏ nhỏ, cất tiếng lưu lo như cuốn ngò. Tháng 4 năm 1978, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam đã chính thức được thành lập theo quyết định của Bộ Văn hóa Thông tin. Sự kiện này đã kịp thời đáp ứng được nguyện vọng có một nhà hát dành riêng cho thanh thiếu nhi của những người nghệ sĩ gắn bó với sân khấu cũng như khán giả lúc bấy giờ. Ngay sau khi đi vào hoạt động, các vở diễn của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam đã nhanh chóng trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của khán giả cả nước qua những suất diễn từ chốt Tiền Tiêu Cao Bằng tới những sân khấu tại Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Sau nhiều vở diễn thành công, ngày 1 tháng 6 năm 1979, trong Liên hoan Quốc tế Thiếu nhi, Nhà hát Tuổi trẻ chính thức biểu diễn ra mắt khán giả trẻ thủ đô. Suốt 40 năm, với gần 500 chương trình nghệ thuật phục vụ hàng triệu lượt khán giả thuộc mọi tầng lớp trên địa bàn cả nước và quốc tế. Từ việc lần đầu tiên đưa Romeo và Juliet, một vở diễn nước ngoài, lên sân khấu tại Việt Nam, đến chuỗi chương trình Đời Cười vẫn được khán giả đón đợi trong những năm gần đây. Thưa quý vị, giờ là lúc chúng ta cùng chào đón hai vị khách mời trong trường quay S11 của Chuyển động 24 giờ. Xin được giới thiệu, người ngồi bên cạnh tôi đây, một người nghệ sĩ vẫn được khán giả yêu mến gọi với một cái tên, đó là người nghệ sĩ đầu bạc chuyên đóng vai chính luận. Xin được chào đón nghệ sĩ ưu tú Đức Trung. Xin chào khán giả Màn Ảnh Nhỏ. Còn ở phía bên kia, một gương mặt cũng rất là quen thuộc với Màn Ảnh Nhỏ cũng như là những sân khấu kịch, đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội. Xin được chào đón nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, hiện đang là phó giám đốc của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam. Xin chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, phải nói rằng ngày hôm nay thì hai nghệ sĩ của chúng ta cũng rất là cố gắng để thu xếp thời gian đến với cuộc giao lưu này. Đặc biệt là nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, bởi vì ngày hôm nay thì chị đang có rất là nhiều những hoạt động cùng với các anh chị em tại Nhà hát Tuổi trẻ của mình. Vâng, chúng tôi đang gấp rút để chuẩn bị 6 chương trình chọn lọc tiêu biểu cho nhiều năm sắp tới để diễn tại nhà hát lớn thành phố Hà Nội, và quan trọng hơn nữa là đang gấp rút chuẩn bị dàn dựng những vở kịch để mang đi tham gia cuộc liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc cũng vào trong tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thật là phải chạy hết tốc lực. Vâng, nhưng mà vui lắm. Vâng, thật là hôm nay thấy chị xuất hiện với một bộ trang phục với cả cái khăn vấn đầu đấy, trông rất giống một vận động viên thể thao đang chạy nước rút. Vâng, đúng thế ạ, tôi phải mặc như thế này vì phải để chạy cho thật nhanh, thật linh hoạt. Chú Đức Trung thân mến ạ, khi mà nói về Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, không biết là chú suy nghĩ đến điều gì đầu tiên ạ? Thì tôi bước về Nhà hát Tuổi trẻ với cái trách nhiệm, tức là để cùng một số các anh các chị làm những viên gạch đầu tiên để xây dựng một cái nhà hát mới mẻ, thanh xuân. Nhà hát quân đội thì cho tôi những cái bước đầu đi vững chãi là một người nghệ sĩ, nhưng nơi để cho tôi bắt cất cánh bay lên lại chính là Nhà hát Tuổi trẻ, bởi vì tôi được thể hiện đa dạng phong phú các cái hình tượng nhân vật hơn, và nhất là những nhân vật gọi là nhân vật con người mới của xã hội mới, xã hội hiện đại. Chắc khán giả ngày hôm nay thì không ai có thể tưởng tượng được như hai nhân vật hôm nay, hai chú cháu ngồi đây. Và cái năm 1978 ấy, khi chú Trung đã ngoài 30 và Lê Khanh thì 16 tuổi rưỡi, hai chú cháu đã cùng đóng hai vai chính trong một cái vở kịch đầu tiên của nhà hát, Hoàng tử học nghề. Và Hòn đã cháy thì chú Trung đóng là hoàng tử, còn Lê Khanh lúc đó thì đóng là thôn nữ. Hóa ra là trong trường quay S11 lúc này, đóng cách đây bao nhiêu năm hả chị nhỉ? 40 đấy. Năm. Cách đây 40 năm là đã từng có đề một hoàng tử, kia là một thôn nữ. Mình nhỏ tuổi quá mà đóng làm chú, cho nên không dám nhìn vào mắt chú, rồi xấu hổ, cứ toàn nhìn lên trán, cho nên cái tật của mình diễn vào, các bạn diễn nhìn lên trán cho đến tận bây giờ. Quay lại với cái ý là những điều tạo nên những nét riêng biệt, tạo nên thương hiệu riêng của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam.
Chị muốn chia sẻ điều gì ạ? Riêng nhà hát tuổi trẻ thì cái yếu tố nhà hát đã là một cái rất là đặc biệt. Khi đó là toàn là các đoàn, cứ có cái gì mới là ban giám đốc chỉ đạo nghệ thuật là bà Hà Nhân và cô Phạm Thị Thành lúc đó du nhập ngay. Nhà hát tuổi trẻ đã du nhập cái nghệ thuật kịch câm đưa từ Liên Xô về theo đường không chính thống. Đó là anh Đặng Dũng và anh Hoàng Phúc Dĩ là học, gọi là học amateur thôi. Và tất cả các chương trình ca múa nhạc kịch câm nhà hát tuổi trẻ ngay lập tức đã gây hot, đấy là cái từ như bây giờ. Có vẻ như là tất cả đều được bắt nguồn từ cái từ trẻ, tuổi trẻ. Đúng không ạ? Đó là sức sáng tạo, là dám nghĩ, dám làm, dám áp dụng những điều mới. Năm 1999 thì nhà hát tuổi trẻ đã táo bạo và tiên phong cho ra đời cái chuỗi Đời Cười một và kéo dài đến tận bây giờ. Bạn biết không, cái năm đó nó gây một cái hiệu ứng như nó như là một hiện tượng. Và kéo sau đó là Gặp Nhau Cuối Tuần của TV, rồi là các chương trình hài đến tận bây giờ. Và tôi tin là không bao giờ dứt, bởi vì nó chính là một phần nhu cầu được thưởng thức. Nói đến nhà hát tuổi trẻ, công chúng yêu sân khấu không thể không nhắc đến Đời Cười, một thương hiệu quen thuộc và là món ăn tinh thần không thể thiếu. Đây là một chuỗi tiểu phẩm hài kịch chứa đựng nhiều tâm huyết và những thông điệp về cuộc sống do đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng sáng tạo và dàn dựng. Trong cái tiết mục gọi là chữa bệnh nói nhiều ấy, thì cái câu mà đời phải biết mình là ai, thì bây giờ là rất nhiều người nói cái câu đấy. Thì cái câu ấy bắt đầu mọi người cùng nói rồi, và mọi người nói xong thì mọi người tự ngẫm với mình. Đời Cười cũng là chương trình góp phần đưa tên tuổi các nghệ sĩ của nhà hát tuổi trẻ trở thành những gương mặt được mến mộ trong lòng khán giả, như nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê. Các tiểu phẩm trong Đời Cười đều được dàn dựng từ những câu chuyện đời thường dung dị, với tiếng cười phê phán nhẹ nhàng, dí dỏm nhưng không kém phần chua cay, suy ngẫm. Nói về khán giả thì cũng có những ý kiến cho rằng là có vẻ như khán giả càng ngày đang càng khó tính hơn với những vai diễn, với những vở kịch trên sân khấu. Thì không biết là hai vị khách mời ngày hôm nay nghĩ thế nào về quan điểm này ạ? Khán giả ngày càng ít. Một lý do, ngày càng ít thời gian. Hai là nếu có cố gắng lắm đi đến rạp thì những tiết mục ngày hôm nay nó không vượt lên được những tiết mục ngày hôm qua đã đành, không cạnh tranh được với những cái chương trình nghệ thuật ở trên các phương tiện. Vâng, như là nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh vừa chia sẻ thì khán giả có vẻ khó tính hơn. Thế nhưng mà cái từ khó tính đó mình dùng có vẻ hơi tiêu cực một chút. Họ nhiều lựa chọn hơn thôi, đúng không ạ? Tuy nhiên người ta vẫn nói là khó khăn thách thức thì luôn ẩn chứa trong đó là những cơ hội. Vậy thì những người nghệ sĩ tại nhà hát tuổi trẻ Việt Nam chúng ta đang nắm bắt những cơ hội đó như thế nào? Tiếp đây tôi cũng nói vui, tức là trước đây tôi là hội trưởng hội cổ động viên bóng đá. Thì tôi đã nghĩ ra, tức là cần phải có sự đồng hành giữa người diễn và người xem, giữa khán giả và nghệ sĩ, như là sân bóng, giữa cầu thủ và cổ động viên phải là gắn bó với nhau, song hành với nhau thì mới có sự phát triển. Nhà tuổi trẻ từ cái năm 1978 ấy, chúng tôi cứ bây giờ chúng tôi coi đó như là những chú chim non. Nhưng chúng tôi đã bằng cái sức trẻ của mình, chúng tôi đã cất cánh như chú chim ưng vô cùng ngoạn mục. Ngày hôm nay đối diện với tất cả những cái khó khăn ở phía trước, sự đòi hỏi của khán giả, mà đấy là sự đòi hỏi chính đáng, chúng tôi nguyện cũng sẽ lại như năm xưa, là một chú chim ưng cất cánh ngoạn mục giữa trời xanh. Vâng, xin được cảm ơn những lời chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay của nghệ sĩ ưu tú Đức Trung, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh. Và với tâm huyết của những người nghệ sĩ thực thụ, chúng tôi mong muốn và tin tưởng rằng những người nghệ sĩ chúng ta cũng như là nhà hát tuổi trẻ Việt Nam sẽ lại trở thành những chú chim ưng tung cánh. Chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi những sản phẩm của nhà hát tuổi trẻ Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị.